Xin chào cả nhà. Bây giờ mình dẫn cả nhà đi ăn đồ mới. Đây ăn thử đồ mới, biết đồ mới như thế nào. Ok, bây giờ mời cả nhà cùng đi nha. Ok. Ok. Bây giờ chạy đi nè, chạy ra chỗ tiệm đồ mới, cái mấy cái xe nó bán đồ mới á, cũng ngon lắm. Ok, bây giờ mình chạy ra thử chỗ đó ăn thử nha. Đã ăn một lần rồi, bây giờ mình ra chỗ đó ăn. Ok, trên đường chạy ra. Đây cả nhà, mình tới cái xe bán đồ mới đây rồi. Từ nhà chạy ra đây khoảng mấy phút thôi, cũng gần. Đó, thấy xe đó không? Đó, cái xe đây là xe bán đồ mới nè. Bây giờ mình lại mình xin phép nó mình quay phim nhé. Ok, đậu xe đây. Bữa nay bây giờ mình lại cái tiệm cái xe này bán đồ mới, mình sẽ quay. Bây giờ mình sẽ mua đây, đây là cái menu của taco. Giờ mấy cái taco cái giá nè. Bây giờ lại lấy là cái này là cái beef thon nè. Bây giờ nó bán steak nè, pork chicken, mấy này pork beef thon, beef thomas. Bây giờ mình lấy mua hai cái beef thon, tức là cái lưỡi bò spicy pork là nó heo nó làm cay á. Ok, nó có cá có tôm. Bây giờ mình mua thử hai món đó. Hello. Hello, I'm ready. Yeah, hi. Hi. Can I get a type of two beef thon? Yeah. And two spicy pork. And one steak. One steak? Yes. Okay. And get all the one burrito, steak burrito, yeah, and one soda. You have a Sprite? Sprite, we do not right oh, now. Oh, yeah, okay. Okay, get a Coke, that's fine. Yeah. Bây giờ mình ngồi đi chờ đồ ăn nó ra. Trời bữa nay nắng lắm, rất là đẹp. Bà con nhìn thấy nắng lắm không? Đây là ngoài đường xe đang chạy. Ở đây là ngoài đường xe đang chạy vô đây. Sau lưng thì cái chợ Harbor Freight. Những cái xe bán đồ ăn như thế này tụi Mỹ nó làm buôn bán như thế này rất là nhiều, mà đa số đồ ngon không à, đồ ăn mãi cũng ngon lắm. Những người nào ăn quen ăn ngon lắm. Đó, nó bán như vậy. Đó, ta lấy thẻ tín dụng luôn. Hầu như chỗ nào ở salon này cũng có những cái chỗ nó bán đồ như thế này hết. Lâu lâu ăn uống chai nước ngọt thôi chứ không uống nhiều, không có uống thường xuyên. Ở đây bữa nay thì nắng ấm đã quá trời luôn, ngồi nắng nóng luôn, nắng trời nóng luôn. For here please. Nó hỏi muốn ăn ở đây ha, đêm giờ mình nói muốn ăn ở đây. Đêm giờ bận xong đây chạy à. Tiếng máy nổ quá. Đồ ăn ra nha, bây giờ ra mình lại nha. Có đồ ăn như thế nào? Ok. Okay,
Đây, đồ ăn riêng. Cái này là đem về còn luôn. Ok, thanks. Đây, bây giờ mình sẽ quay đồ ăn cho các bạn coi nha. Đây là dĩa đồ ăn, 5 cái taco, 2 cái lưỡi bò, 2 cái heo nó làm cây, một cái steak, bò steak. Đó, mình sẽ từng cái mình sẽ nặn chanh vô. Lấy ra chanh ra. Còn cái cây này là burrito. Burrito ăn cây này là no á, mua về cho người Việt cho ăn nổi. Mình chỉ ăn taco thôi, bây giờ gói này thấy ngon quá. Ok, sẽ nặn chanh vô nha. Chanh vô. Rồi mình sẽ chan nước hot sauce, nước vậy. Bây giờ chan nước hot sauce vô đây. Rồi sẽ thử một cái thứ như thế này nha bà con. Mình sẽ thử một cái. Cái này để coi không biết là cái gì, món gì. Ok, thử xin mời cả nhà nha. Cái này là món heo. Nó làm ăn bùi bùi, cay cay, xốp xốp, rất là ngon. Dạ, yeah, chua chua, cay cay. Xin mời cả nhà cá nữa. Ngon. Phải làm miếng cà rốt nữa. Cái này là heo. Bây giờ mình kiếm cái lưỡi bò. À, lưỡi bò ông ta. Không biết thế nào lưỡi bò. Đây là lưỡi bò nè. Lưỡi bò ngon lắm nha cả nhà. Lưỡi bò là số 1. Bây giờ cái lưỡi bò. Wow, ăn trời nóng. Nóng đã quá trời luôn. Hết sảy, chỗ này hết sảy. Chan nước sốt lên. Nước sốt cay lắm. Hết sảy. Thử nó, cái lưỡi bò thử nha. Mời cả nhà ăn thử lưỡi bò. Cái lưỡi bò rất là ngon. Nó bùi lắm. Mà nó mềm, nó xốp, nó cay cay chua chua. Rất là ngon. Cho nên cái một cái như thế này nè. Một cái ngon quá. Xe máy nó nổ rồi mà khói đen ồn quá. Một cái lưỡi bò taco nó bán tới 2 đồng 25. Còn mấy cái pot nó bán cũng no, nó bán 2 đồng rưỡi. Nó bán 2 đồng rưỡi, mỗi cái 2 đồng rưỡi hết. Wow, bây giờ nó bán mắc vậy gì ta. Mấy hôm có 99 cent thôi, bây giờ năm nay sau nó lên tới 2 đồng rưỡi. Wow, dữ vậy. Yeah, nhưng mà rất là ngon. Ừ.
Đây là củ dừa đỏ. Ngon quá. Thử cho lưỡi bò lắm. Này chanh nhiều chừng nào ngon chừng nào. Bữa nào nếu có thời gian, mình ở nhà tự chế biến món này, làm clip cho các bạn coi. Biết làm cái này món này ở nhà làm được. Nó cũng rất là dễ chứ không có gì hết. Bữa nào ở nhà chế biến cho cả nhà xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm thử tiếp một cái. Cái này không biết là, cái này cũng lưỡi bò nha. Dạ, yeah, ngon lắm. Mời cả nhà nha. Ngon quá. Mời. Nóng, nóng mà đỡ cho nước ngọt. Nó lạnh mà thành hơi nóng nóng rồi đó. Ăn taco đó, món này chỉ ăn bốc thôi. Mình không có thể dùng muỗng đĩa thì ăn được. Nhưng mà cái tay hồi nãy ở nhà mới rửa tay mới chạy ra đây nha các bạn. Chứ không phải là tay dơ đâu. Ở nhà rửa tay đồ hết rồi. Chạy ra đây. Ở đây nó người ta bán như thế này nè, cũng lai rai, thích đồ lại cũng lai rai, đa số là mỡ lại ăn. Bây giờ này là món này là cái này là nó kêu là bò cây á, à, heo nó làm cây rùi đó quá. Món này món heo. Thử nước sốt nó ngon, nhiều ngon. À, người ta lại mua cũng lai rai ha. Dạ, thử lại món heo nha các bạn. Nhưng mà heo là không ngon, chỉ có lưỡi bò là ngon nhất. Lần sau ăn món lưỡi bò. Mấy heo rồi nó không ngon bằng cái món kia. Ngon quá. Nếu các bạn nào, nếu người nào ở Sa Lâm, xin mời chạy ra chỗ đây. Chỗ đây là đường Portland Road, ngay chỗ chợ Harbour Face. Tới góc đường này ăn cái xe bán rong này ngon lắm. Ngon quá. Bún cá rồi, bún no rồi nha. Bún cá bây giờ cái cuối cùng. Chanh này, món này chanh nhiều nào ngon ấy, nó chua chua. Con ong này, con ong bay rọc vòng vòng này. Ong mà cũng thích đồ mới không, nó bay vòng vòng không.
Ừ. Rất là ngon. Rồi, thử cái cuối cùng. Lâu lâu ăn đồ mới ngon. Nó no nha. Mời cả nhà ăn cái cuối cùng nha. Quên, nãy giờ quên giới thiệu với cả nhà cái này nó gọi kêu là tortilla, tiếng mở nó kêu tortilla, là giống như cái bánh tráng, mà bánh tráng làm bằng bắp á, bằng bắp nhà nó làm rồi nó gói vô cái này. Này là dạ, củ mỡ, này là đồ củ mỡ thôi. Rồi bây giờ mình trả trái ớt lại cho nó, rồi chạy vòng vòng mấy cái chợ đi coi đồ. There you go. Thank you. Yeah. Yeah, you too. Ok, vậy thôi tạm biệt cả nhà nha. Hôm nay là món taco rất là good. Bây giờ món này đem về nhà cho thằng con. Ok, tạm biệt cả nhà.